Và kính chào quý vị và các bạn đang trở lại với bản tin của Tổ bóng đá. Kết thúc về câu chuyện liên quan đến trọng tài Ngô Duy Lân đang là một câu chuyện mà chúng ta hiện nay vẫn đặc biệt quan tâm. Vừa qua thì chúng ta cũng đã thấy rồi, trọng tài Ngô Duy Lân đã có trận thứ hai liên tiếp không được cập còi tại V-League 2022. Và câu chuyện là trong thời gian sắp tới thì liệu rằng có thêm những án phạt bổ sung dành cho trọng tài Ngô Duy Lân hay không? Và từ thực tế hiện nay thì chúng tôi vẫn chưa nhận được thông tin chính thức liên quan về những án phạt dành cho trọng tài này. Liệu rằng những trận đấu sắp tới sẽ bị phạt như thế nào? Và liệu rằng sẽ có thêm những án phạt bổ sung nặng hơn nữa dành cho trọng tài này hay không? Thế nhưng mới đây một thông tin mà chúng tôi mới ghi nhận được thì chính trọng tài Ngô Duy Lân đã lên tiếng sau khi hai trận đấu vừa qua đã không được cầm còi. Ông này có chia sẻ rằng: "Tôi xin lỗi vì đã để lại hình ảnh không tốt và đó quả thực là một quyết định sai lầm của tôi khiến cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai họ bị thiệt. Tôi cũng đã phải nhận những án phạt từ phía liên đoàn. Đó là điều ngoài ý muốn, tôi thực sự không hề mong muốn điều đó xảy ra. Thế nhưng sai lầm đó là điều khó tránh khỏi và tôi hy vọng rằng là vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ khi trở lại và sẽ hạn chế tối đa những sai lầm cá nhân của mình." Đó là những gì mà ông Ngô Duy Lân có chia sẻ. Thế nhưng thực tế hiện nay thì mặc dù đó là những lời xin lỗi, thế nhưng tôi nghĩ rằng là không đủ để khiến cho các cổ động viên cũng như là kể cả câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, những cầu thủ của họ vừa qua có thể là cảm thấy vui lòng được. Bởi thực tế thì mọi quyết định cũng đã được đưa ra và đội bóng Hoàng Anh Gia Lai họ đã chịu thiệt khá nhiều trong một trận đấu được coi là 6 điểm với câu lạc bộ Hà Nội FC. Và thực tế nếu chỉ đưa ra một lời xin lỗi thôi thì tôi nghĩ rằng đó là điều quá nhẹ nhàng dành cho những quyết định sai lầm như vậy. Có thể với nhiều người thì họ cho rằng đó là những quyết định sai, đương nhiên là sai, nhưng nó không ảnh hưởng quá nhiều. Thế nhưng hãy đặt vào địa vị của những đội bóng khi mà họ bị xử bất lợi thì đương nhiên là còn rất rất nhiều thứ ảnh hưởng tiếp theo. Họ bị ảnh hưởng từ cái điểm số trên bảng xếp hạng và xa hơn nữa đó chính là cái mục tiêu của toàn đội khi mà cái cuối mùa giải kết thúc. Có thể cái tiền thưởng của một đội vô địch V-League thì nó chỉ khoảng 3-4 tỷ, rất bình thường thôi, không có gì cả. Thế nhưng ở sau đó khi mà không thể có được chức vô địch, thay vào đó là những vị trí khác thì nó ảnh hưởng rất nhiều. Bởi có được chức vô địch thì uy tín của đội bóng đó sẽ lớn hơn nhiều và đương nhiên sẽ giữ chân được nhiều những trụ cột hơn. Rất nhiều đội bóng giống như Manchester United vừa qua chúng ta cũng thấy rồi. Sau khoảng thời gian mà thi đấu tệ hại thì rất nhiều cầu thủ đã muốn ra đi. Họ không muốn gia nhập một đội bóng mà không có được cái chỗ đứng, không có được cái vị trí để đá cúp C1. Vì vậy mà đó là vấn đề lớn, đấy chỉ là một vấn đề rất nhỏ thôi. Còn rất nhiều những câu chuyện khác nữa liên quan đến những nhà tài trợ như thế nào. Đương nhiên là những đội bóng họ thi đấu tốt thì họ sẽ có được nhiều thêm những nhà tài trợ, có được niềm tin nhiều hơn lời các cổ động viên. Vì vậy mà một lời xin lỗi có lẽ không đủ để làm xua tan đi những cảm xúc rất khó chịu của các cổ động viên khi mà vừa qua những đội bóng của họ đã bị xử ép, sự không công tâm. Đương nhiên thì chúng ta cũng không thể nói rằng là bất cứ một cái quyết định nào cũng không thể có sai lầm được. Cá nhân chúng ta cũng thế thôi, trong cuộc sống cũng có những quyết định sai lầm. Thế nhưng quyết định sai lầm đó thì nó phải được trả giá những cái giá như thế nào, có đủ để răn đe hay không, có đủ để làm chúng ta thức tỉnh đi hay không. Bởi thực tế là với cá nhân chúng ta, đôi khi chúng ta vì là quá tham lam, thực tế là như vậy, những cái vụ lừa thực sự là do chúng ta, những người mà bị lừa là quá tham. Khi đó thì đã khiến cho những kẻ gian họ lợi dụng mà họ khiến cho chúng ta có những quyết định sai lầm mà chúng ta đã phải trả giá. Còn với cầu thủ, tôi cũng đã nói, nếu sai lầm thì cũng đã phải trả giá, cũng đã bị treo gió rất nhiều trận rồi. Còn với trọng tài thì tôi nghĩ rằng câu chuyện đó cũng cần có sự tương tự, đúng không ạ? Còn quý vị và bạn nhận xét như thế nào với những thông tin này thì cũng có thể để lại một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay của tôi nhé. Còn thông tin tiếp theo, chúng ta hãy cùng đi đến với nhau những chia sẻ liên quan đến AFF Cup, rồi là gần nhất đó là giải đấu giao hữu VFF Cup. Thế Bắc sẽ tuyển quân như thế nào? Đó chính là điều mà rất nhiều các cổ động viên Việt Nam chúng ta hiện nay đang đặc biệt quan tâm. Như thông tin chúng tôi đã đưa thì sau vòng 16 của V-League 2022 thì thầy Park sẽ có một cái thời gian để thầy sẽ hội quân và đương nhiên là chúng ta đang mong chờ rằng là những quyết định của thầy Park sẽ là như thế nào, có mang đến sự tươi mới hay không. Và đương nhiên có những cầu thủ hay mà trong mắt của rất nhiều các cổ động viên họ muốn mong muốn những cầu thủ đó có thể được gọi lên hay không thì đó là một câu chuyện rất khác. Chúng ta hiện nay thì đương nhiên là cũng rất mong muốn rằng đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ có được sự tươi mới. Thầy Park thì trong quá khứ thì cũng có nhiều lần có những sự tươi mới khi mà gọi lên những cầu thủ lên tuyển. Thế nhưng tựu chung lại chúng ta cũng đều thấy rồi, hầu như thì vẫn là những mặt cũ thôi.
Một số những gương mặt mới vừa qua như Tuấn Hải, đó là những con số, những cầu thủ rất hiếm hoi tỏa sáng và lấy được lại cái niềm tin cũng như chỗ đứng ở trong đội tuyển Việt Nam. Hiện nay thì với những các đối thủ thì chúng ta cũng cần phải có những sự đổi mới về mặt lối chơi, về mặt con người để đối thủ không thể bắt bài. Và cũng có một phần cái lý do là chúng ta cần có sự tươi mới của những cầu thủ mới lên tuyển để chúng ta xem rằng là cái lối chơi của đội tuyển sẽ như thế nào, những gương mặt mới sẽ thể hiện ra làm sao. Và đương nhiên thì trong cuộc sống chúng ta cũng luôn luôn cần có sự mới mẻ, ngay cả những chỗ vị trí chúng ta làm việc chúng ta cũng muốn thay đổi một chút về cái vị trí lọ hoa hay là cái bàn học của chúng ta, vân vân. Rất nhiều thứ nó có thể mang đến sự tươi mới, sự thú vị và sức bật mới, cái sức sống mới dành cho cuộc sống hàng ngày. Và bóng đá đương nhiên cũng như vậy mà thôi. Thế nhưng với huấn luyện viên Parser thì chúng ta cũng thấy rằng thầy là một người mà có rất nhiều những quyết định rất đặc biệt, và có thể nói rằng là những gương mặt mới đôi khi lại rất khó có được những cơ hội để trụ lại những danh sách cuối cùng dành cho đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng chúng ta hy vọng rằng là tại giải VFF Cup, những giải đấu giao hữu với Singapore và đội tuyển Ấn Độ mới tới đây, thì tôi nghĩ rằng là hoàn toàn thì Park sẽ có được rất nhiều những gương mặt tươi mới hiện nay có thể sẽ được gọi vào đội tuyển để xem mà họ thi đấu như thế nào, họ có thi đấu tốt được hay không, và khi đó thì cơ hội dành cho họ có thể sẽ được mở ra. Và đương nhiên đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ có thêm những sự tươi mới. Những cầu thủ hiện nay như là Phi Hoàng hay là Làm Tiến Dũng đang thể hiện cực hay, và đó là những nhân tố mới. Đương nhiên thì đó không phải là cái đích cuối cùng, chỉ là những trận đấu giao hữu, mà cái đích cuối cùng của những cầu thủ khi mà được gọi lên đội tuyển đó là thi đấu những trận đấu chính thức dành cho đội tuyển quốc gia. Nhưng phải nói rằng là cái cơ hội thực sự là rất khó khăn. Nó đơn giản bởi thầy Park thì vẫn luôn luôn chọn những người cũ, những người quen thuộc với thầy trong suốt quãng thời gian trước. Và dù có thể là phong độ mặc dù không là quá cao, thế nhưng việc là hợp về mặt chiến thuật, về tính cách, sự giao tiếp với cả cá nhân thầy Park, đó là điều quan trọng. Bởi rất nhiều đội bóng, kể cả thế giới cũng thế thôi, trong có những thời điểm mà những cầu thủ xuất sắc có thể nói rằng gần như nhất thế giới nhưng vẫn không thể được gọi lên tuyển, bởi họ không hài lòng được huấn luyện trưởng về cái lối chơi, và đương nhiên là cái sự giao tiếp là không có. Vì vậy đó là điều bình thường thôi. Vì vậy chúng tôi cũng rất hy vọng rằng trong thời gian tới, thì sau khi mà V-League ở vòng 16 kết thúc, thì Park sẽ có được thêm tự tươi mới, gọi những cầu thủ lên để chúng ta đá giao hữu, xem rằng những cầu thủ đó thi đấu như thế nào và có được điểm trong mắt của thầy Park hay không, thì chúng ta sẽ có được những nhân sự mới, chúng ta sẽ có được sự tươi mới cho đội tuyển. Hy vọng rằng chúng ta sẽ thành công ở giải đấu tại AFF Cup 2022 được tổ chức tại cuối năm nay. Và như đã nói, một phần mà chúng ta thất bại vừa qua, thứ nhất liên quan đến công tác trọng tài trong trận bán kết với Thái Lan, nhưng một phần cũng có thể là lý do là đối thủ đã quá quen với chiến thuật về con người, cho nên họ có thể là có những sự bắt bài dành cho đội tuyển Việt Nam. Khá nhiều nguyên nhân khác nhau. Vì vậy mà hy vọng rằng chúng ta có sự đổi mới, chúng ta có sự thay đổi, và chúng ta sẽ có được cái điều mình muốn tại kỳ AFF Cup 2022 được tổ chức tại cuối năm nay. Còn tới đây thì bản tin của Tiểu Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo của Tiểu Bóng Đá. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành, luôn theo dõi và đã luôn ủng hộ cho Tiểu Bóng Đá trong thời gian vừa qua. Xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo của Tiểu Bóng Đá.